À, đoàn hành hương La Vàng sau khi yên bái đã đến thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Và này cũng là đúng cái dịp 50 năm kỷ niệm ngày 50 năm mùa hè đỏ rực. Đấy. Bây giờ cha đi hái hoa, cha để cho mình trên đấy ạ. À? Có 10 mấy cây nữa mà đến nơi thôi. 15 km. Hái lá thì chưa. À, hoa thì có rồi thầy. Hoa thì có rồi nhưng mà lá chưa có thì tranh thủ chờ đợi. Thì đi hái lá đi. Đường rẽ vào La Vang rồi. Đường rẽ vào La Vang từ đây vào. Từ bé giờ đi vào chạy đầu. Nhờ đường vào cũng nhỏ nhỉ. Nó có chụp ảnh đúng không? Ờ. Đường vào La Vang cũng nhỏ rồi. Tối nay vào Huế là phải làm bánh gà tô ông nhá. Đường này cơ mà. Đường La Vang này. Nhỏ nhỉ. Nói nhiều quá. Chưa cầm hừng á. Tí nữa vào là thôi. Cả nhà ơi, đây nhìn linh địa, linh địa đây rồi, linh địa đứng mẹ La Vang đây rồi, hiện ra đây rồi. Quá đẹp luôn. Ấy. Đường thể tham luôn. Quá tuyệt vời. Đang ban cho đoàn đến nơi bình an. Đúng hơn 12 rưỡi nhỉ? 12 rưỡi đấy. 12 giờ 3 tháng. Không phải đường nhiều cam. Thôi thì cổng quá. Không, không phải đường này. Đằng này đấy, thì cổng đây. Trong này. Đây đường đây, đường đây. Đường đây. Đấy phải đấy. Đường cổng đây. Đây là cổng giữa đây. Chứng tỏ là bình bông khuyết thì mình lạ đúng không? Rộng nhỉ. Rộng lắm. Ao hồ. Ơi, tới nơi rồi cả nhà ơi. Chào Đức Mẹ La Vang. Chào Đức Mẹ. Xây dựng lại hết này. Thì cái gì cổ nó tách hẳn các thứ ra trước nó vừa này. Cũng vắng luôn này, vắng. Mẹ Lan ơi, trong mình ăn cơm trong này luôn à? Ăn cơm trong này luôn. Ăn ngủ, nghỉ ngơi trong này. Mai không ngủ, không lấy. Ôi. Lâu ngày ấy, tay mát ấy. Chào cha nhé. Chào bác Hiệp. Vâng. Không quen đấy, không quen rồi, không chào. Đoàn đã hành hương La Vang của Yên Mẫu Yên Bái đã vào tới Thánh Điện La Vang. Cha Yên cho đón đoàn. Đây mới suốt chỉnh chỉnh chứ. Lúc ấy có nhiều rồi. Mình mang tiền với mang vàng thôi. À, chào chị tươi nhá. À, rồi rồi. Chào chị. Sao ngủ anh đi. Sao ngủ anh đi. Ơ, chào mời bà. Hai người là trẻ tuổi nhất xe. Tuổi nhất xe quá em. Chào bác bà quá. Tuổi nhất đồng phục áo xanh ghê vậy. Lên 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 nhanh lên. Nhanh lên nắng. Rất là nắng. Anh gì anh ở đây mà anh hành hương giới hiền mẫu giáo xứ Yên Bái đây, bắt đầu đi ra linh đài Đức Mẹ. Đấy. À, ok.
ăn ra linh đài Đức Mẹ thì khấn xin Đức Mẹ đó. Đây là tháp cổ. Năm nay là kỷ niệm năm nay kỷ niệm 50 năm nơi đây bị tàn phá đấy chứ. Năm 72 đây chính đây, năm 72 đấy bị tàn phá đấy. Không, chính năm nay thôi. Năm nay chứ 7 ngày hôm nay thì. Nhưng mà mùa hè 72 thì cũng phải rồi. Đấy. Cái nhà kia chưa xong rồi chắc. Quảng trường linh địa Đức Mẹ La Vang. Còn con cái sư Yên Bái nó vượt vượt gần 800 cây số về đây Đức Mẹ. Đoàn khấn xin Đức Mẹ. Đọc kinh khấn trước. Khấn trước. Nhà Đức Mẹ nhà chính kinh. Con đây làm trong bảy tháng tháng chạy đến sân nghỉ số
tiên sinh vợ. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vợ. Để dây con hai tiên sinh vợ. Hiền mẫu Yên Bái vượt 800 cây km đây, về đây để hành hương kính viếng Đức Mẹ đây. Rồi, rất tuyệt vời đấy. Rồi. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, trung tâm thánh mẫu toàn quốc. Để xa xa nó là linh đài Đức Mẹ. Đây là cái nhà đang xây dựng trung tâm thánh mẫu. Đây là quảng trường. Phía xa các cái nhà. Đây là ngôi tháp của nhà thờ La Vang. Ngôi tháp này, nhà thờ này đã bị phá hủy của bom đạn của chiến tranh vào đúng mùa hè rực lửa 1972. Như vậy năm nay là kỷ niệm đúng 50 năm sự kiện La Vang, thánh địa La Vang bị phá hủy. Đó là một sự kiện đặc biệt. Bây giờ chỉ còn trơ lại ngôi tháp